Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Cinnamon and Lesson in Japan. Hôm nay là chương trình đặc biệt mừng sinh nhật. Và để chúc mừng sinh nhật thì ở đây mình có phiên bản Sakura and Fuji Mountain, Hoa anh đào và núi Phú Sĩ. Mời các bạn nhé. Một màu đỏ rất là đẹp. Nhân tiện nói về màu đỏ thì hôm nay chủ đề của video sẽ là Add color to your palette, nghĩa là bổ sung các màu sắc vào trong bữa ăn của bạn. Add color to your palette là một bài báo mình lấy từ Đại học Harvard và có bổ sung thêm một số thông tin từ National Institute of Health, nghĩa là Viện Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ. Ngoài gạo là thực phẩm cung cấp carbohydrate và nguồn năng lượng chính trong bữa ăn, thì mình có thể bổ sung như thêm các thực phẩm màu trắng nổi tiếng là nguồn cung cấp calcium như là sữa, phô mai hoặc là yogurt. Đó là những thực phẩm màu trắng ha. Tại sao mình bắt đầu bằng các thực phẩm màu trắng? Thì tại vì như một nguyên tắc cơ bản thì mình muốn vẽ một bức tranh thì mình sẽ phải có bảng trắng, đúng không? Và mình phải có bút bút đen chẳng hạn. Sau khi mà mình phác họa bức tranh đó thì mình mới có thể tô màu lên cái bức tranh đó. Thì nếu mà ví gạo như là một cái tờ giấy trắng thì bút đen này có thể được ví như là những cái sản phẩm thịt, thịt cung cấp protein hoặc là dầu, dầu mỡ thì cung cấp lipid, và những cái sản phẩm mà những cái phần mà tô màu, bút màu á thì sẽ là những cái thực phẩm bổ sung như ví dụ như là rau củ. Một bức tranh mà mình thiếu giấy trắng, mực đen thì không thể nào phác họa ra cái hình hình dạng của cái bức tranh đó, đúng không? Cũng giống như là một bữa ăn mà mình thiếu gạo trắng hoặc là thịt cá, dầu mỡ thì sẽ thiếu những cái nguồn cung cấp năng lượng chính trong cho cơ thể là từ glucid, protein và lipid. Tuy nhiên thì nếu mà một bức tranh mà mình chỉ có giấy trắng và các mực đen thì nó sẽ làm cho bức tranh thiếu sinh động. Thì cũng giống như một bữa ăn vậy, nếu mà mình không bổ sung các màu sắc từ các loại rau củ quả thì nó sẽ thiếu đi những cái vi chất và khoáng chất cần thiết cho cơ thể là các vitamin và khoáng chất. Vì vậy thì trong chủ đề ngày hôm nay, Add Color to Your Diet, mình muốn giới thiệu với các bạn một số loại vitamin mà được cung cấp từ các loại rau củ quả, cũng như là dựa vào các màu sắc đó mà các bạn dựa vào các màu sắc của các loại rau củ quả đó mà các bạn có thể phán đoán được là ví dụ như là cái loại trái cây đó nó màu đỏ thì nó sẽ cung cấp cái chất gì cho cơ thể. Ok, và mình sẽ bắt đầu giới thiệu các bảng màu bằng việc lấy tưởng từ màu lá đỏ ha. Thì mùa lá đỏ là một trong hai mùa mà nổi tiếng về du lịch ở Nhật. Thì ngoài mùa hoa anh đào và mùa xuân, ví dụ từ tháng 3 tới tháng 4, thì mùa lá đỏ sẽ là mùa thu từ tháng 8, tháng 9, tháng 10. Thì mùa lá đỏ chính là mùa mà sắc lá chuyển dần từ màu xanh qua màu vàng qua màu cam rồi qua màu đỏ. Thì nó mùa lá đỏ không 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 chỉ có ở Nhật đâu mà nó có ở các nước có khí hậu ôn đới, ví dụ như Mỹ hoặc là châu Âu chẳng hạn. Thì một cái bữa ăn của mình mà nếu mà cung cấp đầy đủ bốn màu này á thì nó cũng coi như là cơ bản là đầy đủ các dưỡng chất. Trong bài báo gốc á, Add Color to Your Diet thì tác giả cũng có khuyên độc giả là chúng ta nên ăn các cầu vồng trong bữa ăn của mình, eat rainbow á, ha, là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím chẳng hạn, tím.
Thật ra tại vì mình không có cái bút màu tím nên hôm nay phải mặc áo tím để nói lên những cái thực phẩm màu tím. Thì trong những thực trong cái lá đỏ thì nó sẽ có là anthocyanin và carotenoid. Thì trong những cái thực phẩm màu đỏ nó cũng sẽ có chứa những cái chất này. Anthocyanin thực ra thì nó sẽ có màu là màu đỏ, màu màu lục và màu tím. Và nó là một trong những phân nhóm của flavonoid ở trong cái lá màu vàng này. Là mình sẽ nói sau. Còn carotenoid này là chính là cái carotenoid của trong cái nhóm lá màu cam. Carotenoid hồi xưa thì mình hay gọi là vitamin E, vitamin A, thì sẽ có nhiều trong những cái thực phẩm màu cam. C là carotenoid carrot hoặc là cà rốt đó, ha, màu cam, cam cà rốt đó. Còn màu vàng á, màu vàng thì nó sẽ chứa là carotenoid và flavonoid. Carotenoid của trong cái thực phẩm màu cam này và flavonoid là vitamin B mà bi phở á. Thì cái flavonoid này mới được chú trọng nghiên cứu khoảng 50 năm đổ lại đây thôi. Thì nó là có những cái công dụng nổi bật mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra được là chống oxy hóa, kháng viêm hoặc là chống ung thư. Còn màu lục á, thì màu lục thì thành phần của cái lá màu lục thì sẽ là chlorophyll. Thì cái chất chlorophyll này thì nó sẽ có nhiều trong cũng có nhiều trong tất cả các loại rau màu xanh. Thì nó là chất diệp lục, nó là chất diệp lục đối với cây á, thì đối với thực vật thì nó đóng vai trò quang hợp tạo ra năng lượng cho cây. Còn nên người ta nghĩ là người ta đặt ra giả thuyết là thì có thể là khi mà mình ăn những cái chất diệp lục này vô thì nó sẽ có tác dụng là chống lại cái gốc tự do, chống oxy hóa, cũng có khả năng thải độc giống như là cây chẳng hạn. Nhưng mà thật ra thì một bài báo vào năm ngoái của New York Times thì họ cũng tranh luận rằng thật ra không có đủ cái bằng chứng mà có thể nói về cái tác dụng chống ung thư hoặc là chống oxy hóa của cái chlorophyll này. Nhưng mà y khoa thì mình chú trọng cái gì, first do no harm, đúng không, là trước tiên là không gây hại. Thì người ta đã ăn các loại thực phẩm màu xanh lá này cả trăm ngàn năm nay rồi và nó không có gây hại. Thì nếu mà không gây hại thì ok. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phân tích từng thành phần trong các bảng màu ha. Thật ra thì đây là một cái chuyên đề khá là khó, bởi vì mình sẽ phân tích từng cái thành phần trong các loại thực phẩm với các màu sắc khác nhau. Nhưng mà trong một bữa ăn thì tốt nhất vẫn là mình nên phối hợp các màu lại với nhau, chứ mình không có chỉ nên ăn một cái loại màu. Ví dụ như mình chỉ ăn cơm cũng không được, một màu trắng không được, mình chỉ ăn rau một màu xanh cũng không được, mà mình chỉ ăn màu cam chẳng hạn thì cũng không được. Như nguyên tắc của Đông y thì chẳng hạn họ họ phối hợp tất cả các loại dược liệu với nhau, chứ chỉ dùng một loại dược liệu thì nó không có tác dụng nhiều. Đoàn kết là sức mạnh mà, giống như là mình phải phối hợp các ưu thế của các thành phần lại với nhau. Và cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Ví dụ mình chỉ ăn một cái loại đó nó cũng không tốt, mà mỗi cái một chút như vậy. Ok. Về màu cam orange hoặc là tiếng Nhật sẽ là orange cheese. Thì màu cam hồi nãy thì mình có nói là màu cam là sẽ carrot, cam là C, carrot, carotenoid là vitamin A. Thì tác giả của cái bài báo này á thì ông đề nghị là một củ khoai lang. Trời ơi, mình vẽ không có được đẹp cho lắm, nhưng mà đây là củ khoai lang nướng. Một củ khoai lang nướng chung nhỏ nhỏ, không phải nhỏ, vừa vừa. Một củ khoai lang nướng vừa vừa thì cung cấp là cái toàn bộ cái vitamin A cần thiết cho một ngày, cho một người. Ngoài ra thì nó cũng cung cấp thêm các vitamin C hoặc là kali, sắt, canxi.
calcium, những cái thực phẩm mà có màu cam, bên cạnh khoai lang nướng thì mình sẽ có làm gì đó nhỉ? Ớt chuông mà màu cam, màu 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 vàng màu cam, hoặc là mình có cà rốt, bí đỏ. Thì cái carotenoid này theo Viện Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ thì họ có đưa ra những cái tác dụng chính của carotenoid hoặc là vitamin A, là thứ nhất là có khả năng chống ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư tinh hoàn. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu này nó chưa có đủ mạnh để khẳng định là chỉ một mình vitamin A nó có khả năng gây chống ung thư, nên hiện tại tới hiện bây giờ thì những cái bằng chứng vẫn chưa đủ mạnh. Thì mình không có thể nào kết luận được là vitamin A này có thể chống ung thư được, nhưng mà trong một số cái nghiên cứu mà nhỏ nhỏ thì người ta có thể quan sát thấy cái điều đó, và cần có những cái nghiên cứu sâu hơn để có thể chứng minh tác dụng chống ung thư của vitamin A. Thứ hai là tác dụng chống lão hóa, chống thoái hóa điểm vàng. Chống thoái hóa điểm vàng trong mắt á, thì cái này là một cái tác dụng nổi bật, rất là nổi bật của vitamin A, là tại sao người ta nói là ăn cà rốt hoặc là ăn những cái thực phẩm có chứa nhiều vitamin A thì sẽ tốt cho mắt, không những đối với các em bé mà còn đối với những cái người các bậc cao niên nữa, thì sẽ chống thoái hóa điểm vàng, thì sẽ chống chống cái sự mà lão thị của mắt. Và tác dụng thứ ba của vitamin A sẽ là tác dụng trong điều trị sởi. Thì vitamin A sẽ có tác dụng rút ngắn thời gian sốt, cũng như là thời gian tiêu chảy của các bé bị sởi. Thì đúng là vitamin A được sử dụng trong điều trị sởi. Thứ hai sẽ là màu vàng ha. Màu vàng trong tiếng Anh sẽ là yellow hoặc là kiro trong tiếng Nhật. Thì hồi nãy mình có nói là màu vàng thì nó là nhóm flavonoid và carotenoid. Thì flavo trong Latin, gốc Latin nó có nghĩa là màu vàng á. Thì nó có chia ra khoảng 6 6 7 phân nhóm. Trong flavonoid thì nó sẽ bao gồm là flavonoid, anthocyanidin và isoflavone. Thì màu vàng ở đây á, không phải chỉ là cái thực phẩm nó nhìn bên ngoài nó màu vàng, mà chẳng hạn khi mà mình chiên xào lên thì nó màu vàng, nó cũng có màu vàng, hoặc là khi mà mình nấu lên á, nó có màu vàng, nó chuyển sang màu vàng, thì nó cũng được xếp vào trong phân nhóm flavonoid, cũng có thể gợi ý là cái chất này nó có chứa flavonoid. Flavonoid á, thì nó sẽ có nhiều trong gừng hoặc là trong hành tây. Thì những cái này, hành tây mặc dù là nó màu trắng nhưng mà khi mà mình xào lên thì nó có màu vàng, thì nó cái màu vàng này nó gợi ý là trong hành tây nó sẽ có flavonoid chẳng hạn. Thì cái đó là một cái mẹo để nhớ thôi. Flavanol thì nó sẽ có nhiều trong trà, trong sô cô la, trong vang đỏ hoặc là trong tỏi. Thì gần đây thì tỏi đen nổi lên như một chất chống oxy hóa. Thì thật ra tỏi đen nó chính là tỏi tỏi tươi, nhưng mà được được xử lý bằng nhiệt và trong một cái môi trường độ ẩm tốt 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 nhất để có thể tăng tăng cái nồng độ flavonoid hoặc là flavonol chẳng hạn. Tăng những cái hàm lượng này lên cao thì nó sẽ có khả năng là chống người ta nghĩ là nó sẽ có khả năng chống oxy hóa, kháng viêm, chống ung thư, là những cái tác dụng nổi bật trong cái nhóm flavonoid. Nào mình sẽ phân tích ở sau sau đây ha. Rồi, đây là nhóm thứ hai của flavonoid. Nhóm thứ ba sẽ là flavone. Flavone thì sẽ có trong ngò tây hoặc là kinh giới cây. Rồi tiếp theo sẽ là nhóm thứ tư sẽ là flavonoids. Flavonoid thì sẽ có trong nước chanh hoặc là nước cam hoặc là những cái loại nước ép nó có màu vàng cam. Rồi anthocyanidin này, nếu các bạn còn nhớ thì anthocyanidin này á, nó là nó cùng với lại carotenoid thì là có trong cái lá đỏ đó. Thì anthocyanidin này cái màu của nó chỉ là màu đỏ, màu lục, không, màu đỏ, màu lam và màu tím.
Thì cái anthocyanidin này nó có, sẽ có trong những cái thực phẩm màu đỏ, ví dụ như là bắp cải đỏ, cherries, màu màu lam, màu lam, ví dụ như là đậu biếc, màu tím, hoặc là màu tím ví dụ như là trong những cái bắp cải màu tím, củ hành tím, isoflavone. Isoflavone này là cái chất mà chính trong các thực phẩm làm từ đậu nành, ví dụ như là tàu hũ, sữa đậu nành, nó thì cái isoflavone này ngoài tác dụng là điều kinh ở những cái phụ nữ mãn kinh, thì nó còn có tác dụng trong nhóm nó là nằm trong nhóm flavonoid, thì nó cũng có mang những cái tác dụng mà chống oxy hóa, chống viêm trong cái nhóm flavonoid. Sau khi đã điểm qua về 6 các phân nhóm trong flavonoid thì mình sẽ đi lần lượt các tác dụng trong cái nhóm flavonoid hoặc là vitamin B, B phở này ha. Thì nó sẽ có nhiều tác dụng của flavonoid, mà nổi bật sẽ là những cái tác dụng giống như là kháng viêm, chống ung thư, chống oxy hóa chẳng hạn. Đó là những cái tác dụng của flavonoid, tại vì flavonoid nó tác động, nó sẽ dựa trên cái nguyên lý là tác động flavonoid protein reaction. Thì các bạn nói một cách nôm na thì flavonoid nó giống như là một cái tấm khiên, trắng bảo vệ cái tế bào khỏi những cái tác động có hại từ bên ngoài. Đi sâu vào phân tích thì tác động thứ nhất của nó sẽ là anticholinesterase. Tác động này thì sẽ có tác động trên hệ thần kinh trung ương. Thì những cái thực phẩm giàu vitamin B, B phở hay là flavonoid á, thì nó sẽ có hiệu quả trong những cái điều trị những cái bệnh mà liên quan tới thần kinh trung ương, mà nổi bật là bệnh Alzheimer, bệnh mất trí nhớ. Thứ hai sẽ là tác dụng kháng viêm và điều hòa tân tạo steroid. Thì là những cái này là cái tác động kháng viêm của flavonoid, giống như là khi mà mình uống uống những cái thuốc mà kháng viêm chẳng hạn, khi mà mình bị bệnh cảm sốt, hoặc là bị đau nhức, thì đau nhức chẳng hạn, ví dụ như bị đau tay nè, thì mình uống những cái chất kháng viêm á, thì tại sao người ta nói uống kháng viêm thì nó sẽ gây hại bao tử, thì tại vì trong những cái thành phần của chất kháng viêm đó thì nó ức chế cái hệ 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 COX, nhưng mà nó ức chế luôn cả hệ COX COX 1 và COX 2. Thì COX 1 thì nó sẽ có tác dụng là bảo vệ niêm mạc dạ dày, bảo vệ niêm mạc dạ dày, và COX 2 này mới là chính là tác dụng kháng viêm là giảm đau nè. Thì những cái thuốc kháng viêm đó nó không có chọn lọc COX 2 mà nó ức chế cả hai COX, COX 1, COX 2 luôn, thì nó sẽ tác động, nếu mà nó ức chế chỉ có COX 1, COX 2 không á, thì nó sẽ làm giảm giảm đau, giảm viêm, giảm đau. Nhưng mà tại vì cái thuốc những cái thuốc tây á, thì nó ức chế luôn cái COX 1, thì là nó ức chế luôn cái sự khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, nên nó sẽ gây hại bao tử là như vậy. Nhưng mà trong cái thành phần của flavonoid á, flavonoid thì nó sẽ ức chế chọn lọc COX 2 thôi, thì nó sẽ có tác động kháng viêm và giảm đau, nhưng mà nó sẽ không có gây hại cho dạ dày. Về xanthin oxidase modulator thì cái này là cái điều hòa xanthin. Thì xanthin này thì nó sẽ là tạo ra những cái axit uric, gây ra những cái bệnh về về gút, về về bệnh sạn thận, sỏi thận gì đó ha. Thì những cái xanthin oxidase modulator tác dụng ức chế xanthin trong nhóm flavonoid này, thì nó sẽ có tác dụng tốt đối với những cái người mà bị bệnh gút hoặc là bị sỏi thận. Tiếp theo nữa là cái tác dụng mà chống lại cái sự đề kháng kháng sinh. Thì cái
Khái niệm mà đề kháng kháng sinh là những cái khái niệm mà rất là phổ biến trong thời gian gần đây, tại vì thứ nhất là cái quá trình mà đột biến gen của các loại vi khuẩn nó sẽ gây ra đề kháng kháng sinh, bên cạnh cái việc mà sử dụng thuốc kháng sinh không đúng chỉ định, sử dụng kháng sinh bừa bãi thì nó sẽ gia tăng cái mức độ đề kháng kháng sinh. Thì cái flavonoid này nó có tác dụng trong cái việc điều chỉnh cái sự đề kháng kháng sinh. Và cái cuối cùng thì sẽ cái flavonoid này người ta nghiên cứu thấy là nó có cái tác dụng là chống lại những một số loại bệnh. Ví dụ như là nó có khả năng bắt chước insulin, insulin mimetic thì nó sẽ có là bắt chước insulin thì nó sẽ có tác dụng là giảm đi cái sự đề kháng của tế bào đối với insulin, thì nó sẽ có tác dụng tốt đối với những người bị bệnh tiểu đường. Thứ hai là nó sẽ có tác dụng lên hệ miễn dịch, lên hệ thống miễn dịch. Thì cái tại sao người ta nói ăn những cái thực phẩm mà cam chanh đồ nó sẽ tăng sức đề kháng, ví dụ như mình bị cảm thì mình uống nước cam nước chanh thì mình sẽ cảm thấy khỏe hơn chẳng hạn, thì nó là cái tác dụng mà tác dụng tốt lên cái hệ thống miễn dịch của flavonoid này, thì nó sẽ có tác dụng là chống lại virus, thì coronavirus cũng là một loại virus nhưng mà có lẽ là những cái loại virus thông thường thì kho cảm xúc thông thường thì flavonoid này nó sẽ có tác dụng mạnh hơn. Còn coronavirus thì nó là một loại virus độc lực mạnh rồi nên flavonoid này nó sẽ không có tác dụng mấy. Ok, tiếp theo mình đã đi qua màu cam, màu vàng rồi bây giờ mình sẽ đi tới màu đỏ ha. Thì màu đỏ thì như hồi đầu mà phân tích lá đỏ đó thì mình có nói rồi, màu đỏ này nó sẽ có là anthocyanin và carotenoid. Thì anthocyanin này là một nhóm trong phân nhóm flavonoid là vitamin B, B phở, và carotenoid này là vitamin A. Thì màu đỏ thì mình tác giả của bài báo này á thì ông khuyến cáo là một ngày thì nếu mà mình ăn một 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 chén một chén mà cà chua mà được được nấu chín á thì nó cung cấp gần như là đủ vitamin C trong một ngày đối với một người, và khoảng 25% vitamin A, nhu cầu vitamin A trong một ngày. Cái màu đỏ của cà chua thì nó là có từ lycopene, lycopene là một phân nhóm trong carotenoid của vitamin A. Thì ngoài ngoài cà chua thì có một số thực phẩm cũng màu đỏ mà cũng có những cái thành phần dưỡng chất tương tự, thì có thể là dưa hấu, bưởi hoặc là đu đủ không. Về lý thuyết thì anthocyanin sẽ có màu đỏ, màu lam và màu tím. Nhưng mà so với màu màu đỏ, màu cam, màu vàng thì màu lam và màu tím khá là những cái thực phẩm khá là khó tìm. Thì những cái thực phẩm màu lam có thể kể ra như là cải xoăn nhưng mà phải nhập khẩu từ phương Tây, hoặc là hoa đậu biếc có nguồn gốc từ Ấn Độ chẳng hạn. Thì những cái thực phẩm màu lam thì theo cá nhân mình thấy thì sẽ khó tìm ở Việt Nam cũng như là ở Nhật thì cũng khó khó tìm những cái sản phẩm nội địa Nhật. Còn màu tím thì những cái thực phẩm mình có thể kể đến như là cà tím, bắp cải tím, hành tím. Thì theo như tác giả của bài báo á, thì ông nói là những cái thực phẩm màu lam á, chính là những cái mảng màu lục, những cái mảng màu lục trong chất diệp lục á, mà nó chồng lên cái màu tím thì nó sẽ ra màu lam. Thì đó cũng là một cái quan điểm khá là thú vị, có thể giải thích là tại sao những cái thực phẩm màu lam khá là khó tìm. Và bảng màu cuối cùng của video ngày hôm nay chính là màu lục, green trong tiếng Anh hoặc là midori trong tiếng Nhật ha. Thì như mình đã phân tích ở đầu video thì màu lục có chứa thành phần của chất diệp lục chlorophyll, ngoài ra thì nó cũng chứa sulforaphane, là những cái chất dầu sulfo thì nó có khả năng khử khuẩn. Thì cũng có thể giải thích là tại sao mà mình ăn những cái thực phẩm dầu chất diệp lục á,
giàu màu xanh á, thì nó sẽ mình sẽ cảm thấy khỏe hơn. Thì tác giả của bài báo này là ông là một tác giả ở của Đại học Harvard, thì ông khuyến cáo những cái thực phẩm mà sẵn có ở các nước ôn đới, ví dụ như là sweet chart, là cải cầu vồng, là cải thụy sĩ. Thì sweet chard sẽ có chứa nhiều sulforaphane, vitamin A, vitamin K, một nửa lượng vitamin C cần thiết trong ngày, magie. Ngoài ra thì những cái thực phẩm mà có màu xanh tương tự thì sẽ có là bông cải xanh, broccoli, hoặc là cải bó xôi, chân vịt, spinach, hoặc là tảo. Thì những cái thực phẩm mà mình nhắc đến trong cái video này là những cái thực phẩm mà nó sẵn có ở các nước ôn đới. Ngược lại ở Việt Nam mình á, thì là một cái nước mà nhiệt đới gió mùa, thì lại rất là không có sẵn có những cái thực phẩm này, nhưng mà lại rất giàu các nguồn dược liệu, nguồn dược liệu mà từ cũng có màu xanh, nhưng mà nó có tác dụng trong đông y, nó có tác dụng chữa cảm, chữa ho, được sử dụng rất là lâu đời rồi. Ví dụ như có thể kể đến như là kinh giới, bạc hà, tía tô. Tía tô cũng là một loại thực phẩm màu tím đó ha. Hoặc là những cái loại rau, rau xào nấu canh, như là rau muống, rau dền, tần ô, cải cúc. Nó cũng là những cái thực phẩm giàu giàu chất diệp lục và chất khử khuẩn. Thì chlorophyll thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa đủ những cái chứng cứ để có thể chứng minh là chlorophyll có tác dụng chống chống ung thư hoặc là chống oxy hóa như là những cái giả thiết mà người ta đặt ra dựa trên những cái tác dụng chlorophyll đối với thực vật. Thì đối với thực vật thì nó có thể có tác dụng, nhưng mà đối với con người thì người ta vẫn chưa có những cái thử nghiệm trên người, thì nên không thể cần phải có những cái nghiên cứu sâu hơn trước khi mà đưa ra được cái khuyến cáo đó. Nhưng mà ở một số cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy tác dụng rõ ràng của chlorophyll trong việc giảm giảm ngộ độc aflatoxin. Aflatoxin là một trong những nguyên nhân gây ung thư gan. Aflatoxin này có từ các loại nấm độc đó. Thì những nghiên cứu cho thấy là những cái người mà sử dụng nhiều cái thực phẩm màu xanh chlorophyll thì sẽ giảm cái nguy cơ mà nhiễm aflatoxin, thì từ đó nó sẽ giảm cái nguy cơ bị ung thư gan. Nhưng mà thật ra dịch tễ ung thư gan ở Việt Nam thì lại là một cái nguyên nhân khác. Thường là ung thư gan ở Việt Nam thì thường là do rượu hoặc là không do rượu, nhưng mà cái phần mà ung thư gan do rượu thì lại nhiều hơn. Thì mình cũng có thể cân nhắc điều trị trên những cái bệnh nhân mà ung thư gan không do rượu mà gợi ý đến nguyên nhân aflatoxin, thì có thể khuyến cáo những cái người thân trong gia đình là sử dụng chlorophyll để giảm cái nguy cơ mà bị ung thư gan do aflatoxin. Ok, vậy là mình đã kết thúc video ngày hôm nay với chủ đề A color to your diet or eat rainbow, nghĩa là bổ sung các bảng màu vào trong bữa ăn của bạn. Thì bên cạnh việc cung cấp đầy đủ năng lượng trong một ngày từ các nguồn thực phẩm như là gạo, thịt, cá, dầu mỡ, trứng sữa, thì hy vọng là video này sẽ phần nào mang đến những cái thông tin hữu ích cho các bạn, để có thể giúp các bạn bổ sung những cái bảng màu khác, ví dụ như là màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu lục, màu xanh, màu lam, màu tím vào trong bữa ăn hàng ngày, để làm phong phú và bổ sung thêm những cái vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Và cũng qua video này thì mình hy vọng là sẽ giúp các bạn phần nào nhận định được những cái loại dưỡng chất mà nó sẽ cung cấp cho cơ thể dựa trên cái màu sắc của các loại thực phẩm đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!